Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chương trình Sức khỏe với bác sĩ Wintran trên đài truyền hình Phố Bô Sa TV và tổ chức VietMD.net. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về bệnh viện nào tốt nhất nước Mỹ. Quý vị nào đang ở Mỹ khi bị bệnh, đi vào bệnh viện rồi chắc là ai cũng muốn mình được chữa bởi những bác sĩ tốt nhất, những bệnh viện giỏi nhất. Và không phải quý vị không đâu, mà rất là nhiều người trên nước Mỹ này cũng muốn như vậy. Và ngày hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị biết là mỗi năm thật sự chúng ta có những tổ chức, những cái đài và những cái bài báo chuyên đi tìm ra những bệnh viện và những bác sĩ nào tốt nhất để phục vụ với quý vị trong cả nước Mỹ. Kính thưa quý vị, tôi đang cầm trong tay tập san của US News nói về những bệnh viện tốt nhất nước Mỹ mà tôi sẽ nói tới đây. Nhưng mà trước hết chúng tôi xin có một cái disclosure là thông báo là bệnh viện của tôi đang làm cũng nằm trong một trong những bệnh viện tốt nhất nước Mỹ. Hàng năm khi mà US News họ làm một cái điều tra thì họ gửi nghiên cứu và định lượng khoảng chừng 4.500 bệnh viện của cả nước Mỹ. Trong 4.500 đó họ lựa ra khoảng chừng 2.000 bệnh viện vô cái vòng chung kết. Và trong 2.000 bệnh viện đó rồi thì họ lựa ra 152 bệnh viện tốt nhất nước Mỹ. Và trong 152 đó họ lựa ra top 10. Và trong 100 cái top 10 đó chúng ta sẽ nói về top 5 ngày hôm nay. Như vậy thì quý vị sẽ hỏi là làm sao mà chúng ta biết được bệnh viện nào tốt nhất và dựa vào tiêu chuẩn nào? Một trong những tiêu chuẩn đầu tiên á, để được xem là bệnh viện tốt nhất nước Mỹ á, là phải có những tiêu chí như sau. Thứ nhất, phải là bệnh viện giảng dạy. Bệnh viện giảng dạy ở đây có nghĩa là bệnh viện trực thuộc trường đại học y khoa, chuyên dạy bác sĩ và đào tạo bác sĩ. Cái thứ hai là bệnh viện hoặc là phải có liên kết với bệnh viện giảng dạy. Và cái thứ ba là bệnh viện ít nhất phải từ 200 giường trở lên. Và điểm thứ tư là bệnh viện có thể nhỏ 100 giường nhưng mà họ phải có những cái phương pháp chữa trị tốt nhất, ví dụ như là PET CT hay là MRI. Thì để được vào cái danh sách này, bệnh viện phải có những tiêu chuẩn đó. Như vậy thì những cái tiêu chí nào US News đánh giá bệnh viện tốt nhất? Họ dựa vào 4 tiêu chí sau đây. Và tôi nghĩ 4 tiêu chí này quý vị nghe, quý vị cũng sẽ thấy là cũng sẽ hiểu tại sao họ dựa. Thứ nhất là tỷ lệ sống sót. Có nghĩa là cùng một cái bệnh, cùng một cái phức tạp, mổ tim chẳng hạn, hoặc là chữa ung thư, thì bệnh nhân đó sống tốt hơn hay là survival rate so với một bệnh nhân khác ở một bệnh viện khác. Bệnh viện nào có tỷ lệ sống sót cao hơn thì được điểm cao hơn. Nó chỉ đơn giản như vậy. Và cái thang điểm này được gọi là quan trọng nhất. Cái thang điểm số 2 là bệnh viện đó có được tiêu chuẩn và chứng nhận của những tổ chức y khoa chuyên nghiệp tại Mỹ hay không. Tôi nói ví dụ, những bệnh viện nào được chứng nhận là trung tâm chấn thương loại 1 hay là trauma level 1 thì họ đã có những cái tiêu chuẩn rất là ngặt nghèo để đạt được cái tiêu chuẩn đó. Thì việc bệnh viện được chứng nhận là trung tâm chấn thương cấp 1 hoặc là cấp trung ương đã cho bệnh viện đó một cái điểm cao hơn so với bệnh viện bình thường. Và cái tiêu chuẩn thứ 3 mà cũng quan trọng không kém là ý kiến đóng góp của chuyên gia và bác sĩ đầu ngành. Thì tạp chí này họ gửi ra khoảng chừng 32.000 câu hỏi cho tới hầu như những bác sĩ và chuyên gia đầu ngành của cả nước Mỹ và hỏi xem họ đánh giá đâu là những bệnh viện tốt nhất về mặt chuyên môn, mặt chuyên khoa. Thì những bác sĩ và những chuyên viên là những nhà nghiên cứu này, họ sẽ dựa vào danh sách đó và họ bầu chọn. Và cái cuối cùng cũng quan trọng không kém là điểm của bệnh nhân, có nghĩa là bệnh nhân có hài lòng hay không. Cái điểm này nó chỉ chiếm 5% thôi, nhưng mà cái việc bệnh nhân hài lòng ở một bệnh viện cho thấy rằng nó ảnh hưởng tới cái thứ hạng của bệnh viện đó. Wow, như vậy quý vị thấy rồi, có 4 tiêu chuẩn: sống sót, đó, sống sót được bao lâu, được cấp nhận, có được chứng nhận những tiêu chuẩn quốc gia hay không, được các bác sĩ chuyên viên đánh giá cao hay không, và cuối cùng là bệnh nhân. Như vậy, cái list của chúng ta năm nay, 5 bệnh viện mà tốt nhất nước Mỹ. Thứ nhất là Mayo Clinic ở bên Rochester, Minnesota. Cái thứ hai là Cleveland Clinic, cũng ở này bên Ohio. Và cái thứ ba là Johns Hopkins. Thứ tư là bệnh viện của Harvard, Massachusetts General. Và bệnh viện thứ năm là UCSF ở California. Còn bệnh viện chuyên khoa tốt nhất về ung thư là bệnh viện MD Anderson ở Texas. Bệnh viện tốt nhất về tim mạch là bệnh viện Cleveland ở Ohio. Và bệnh viện tốt nhất về chấn thương chỉnh hình là bệnh viện tại New York Hospital of Special Surgery. Như vậy thì tôi đã nói cho quý vị nghe danh sách những bệnh viện tốt nhất của nước Mỹ, và chúng ta hy vọng rằng khi quý vị đọc những danh sách này, nó dài lắm, nó tới 152 lần,
Và hy vọng đến quý vị có thể hiểu là chúng tôi cố gắng cung cấp quý vị những thông tin tốt nhất về những bệnh viện tốt nhất để hy vọng quý vị được chữa trị tốt nhất. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Wintran đến từ Phobosha TV và tổ chức VietMD.net. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục hội chuyện với quý vị với những mục sức khỏe lần sau. Xin cảm ơn quý vị.